Hai chúng ta giành tấm huy chương vàng sau năm 2017 mà đều là những gương mặt mới. Em không năm đấy có mỗi em là cũ thôi. Dạ, vâng, vâng. Cảm xúc của Huyền ở lần thứ hai này có gì khác lần nhất không? Chắc chắn là mỗi một lần khi mà đạt đến đỉnh vinh quang là đều có ý nghĩa và cảm xúc khác nhau. Lần đó thì em chưa sinh em bé, và lần này thì chắc chắn là khác khi mình có gia đình, có em bé và có những đồng đội mới. Nên là chúng em chắc chắn một điều rằng là rất là hạnh phúc và có những cái cảm giác mà khó diễn tả được. Hôm qua Huyền có thể nói là không thành công ở nội dung 100 mét, có áp lực nào không khi mà bước ngay ngày hôm sau đó phải có thể nói Huyền là trụ cột số 1 để gánh vác cái dẫn dắt cái đàn em đi đó? Thực sự là để đem đạt được tấm huy chương vàng này đều là những cố gắng của từng cá nhân, từng đồng đội, mà mỗi một đồng đội là góp phần rất là lớn để tạo ra một thành công. Hôm qua tại 400 mét nào thì em đã chạy rất là không tốt, và em nghĩ rằng là em tập gần 20 năm rồi thì mỗi một cái cự ly mình không tốt thì cự ly sau mình sẽ cố gắng hơn, chứ không hẳn là vì thế mà mình sẽ áp lực hay là mình sẽ quá là bị tâm lý, thì em cũng có cái đó. Huyền đại diện cho Hằng để nói về hai em trẻ như thế nào? Hai em trẻ hôm nay đội của mình là hai cựu binh và hai em rất là trẻ. Hai em Ngọc và em Hạnh rất là xuất sắc. Lần đầu tiên, như là em Hằng, hai em đều là lần đầu tiên được thi đấu chung quốc tế. SEA Games cũng là đầu tiên và châu Á thì cũng là lần đầu tiên. Tuy các em nhỏ tuổi nhưng mà em nghĩ rằng bản lĩnh của các em rất là tốt. Khi mà xuất phát như mọi người có xem thì các em rất là quyết tâm, quyết liệt ngay từ đầu. Chính vì thế mới tạo nên những cái bước ngoặt để cho, hay là những cái bước đà để cho em cũng như Hằng những cái chặng tiếp theo cố gắng nhiều hơn. Bốn người đặt mục tiêu nào cho ASEAN tới? Chắc chắn là bọn em sẽ cố gắng hết sức mình. Đây cũng là một cái bước đệm rất là lớn để cho chúng em có thể cố gắng nhiều hơn trong tập luyện và trong thi đấu, và đặc biệt là ASEAN. Cho anh hỏi Hằng một câu thôi. Ở SEA Games em là người chạy thứ ba. Lần này em là người chạy cuối cùng thì có cái điều gì đặc biệt trong sự thay đổi đấy, và anh thấy là rất là thành công trong cả trận Huyền chạy thứ ba và Hằng chạy thứ tư. Như mọi người biết là em thường là sẽ chạy các chặng giữa, nhưng mà lần này thì huấn luyện viên của em là muốn cho em thử sức mình để xem cái tâm lý của thi đấu của em như thế nào so với các đối thủ trong khu vực châu Á, thì em nghĩ đây là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ với cả bản thân của em. Xin hỏi Huyền đại diện nói câu cuối với dân miền Kinh và người hâm mộ cả nước là lo lắng, buồn chồn và mong chờ suốt từ mấy ngày nay, nhất là chúng ta rất là khó phải chưa? Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các bạn đang theo dõi các thể thao, và đặc biệt là những người hâm mộ luôn theo dõi chúng em suốt trên chặng đường, và đặc biệt đó là giải vô địch châu Á từ ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Và chúng em cũng rất là may mắn khi mình cảm thấy rằng là mình đã đạt được một cái gì đó, không làm người hâm mộ buồn và thất vọng về chúng em ạ. Và chúng em cũng luôn mong muốn rằng là người hâm mộ thể thao nói chung và Điền Kinh nói riêng luôn ủng hộ và động viên chúng em trên suốt chặng đường ạ. Cảm ơn các em và chúc mừng, đây là tấm huy chương thứ 9 vàng thứ 9 của Điền Kinh Việt Nam ở các lần dự giải vô địch châu Á, thì 5 lần là do các cô gái ở tổ 400 và 2 lần trong đó là tổ tiếp sức một nữ. Thì chúc mừng và xin cảm ơn. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Anh đã xem mạch từ rất là lâu rồi. Theo dõi rất là nhanh lắm.